Thời tiết khô ráo tạo điều kiện cho nhiều bạn trẻ cùng xuống phố tham gia các sự kiện đón năm mới năm 2021. Tại thành phố Đà Nẵng, theo như chúng tôi ghi nhận tại quảng trường 29 tháng 3, còn một vài tiếng nữa sự kiện đếm ngược sẽ chính thức diễn ra và hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại đây để cùng tham gia vào không khí sôi động của sự kiện này.